khoe quà 8 tháng 3 từ tình nhân trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên bị nghi ngờ có thai vì vòng 2 bất thường. Vào ngày 8 tháng 3, Lệ Quyên đã đăng tải hàng loạt bức hình mới trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 bày tỏ sự hạnh phúc khi được bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu tặng quà trong ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Yêu một người phụ nữ có thể tự mình làm tất cả mà lại nhiều cảm xúc cầu toàn như em không dễ dàng phải không? Cảm ơn anh đã luôn dịu dàng với em, thấu hiểu và kiên nhẫn với em nhé. 8 tháng 3 của Quyên đây, chúc các nàng ngoan xinh yêu, chúc các nàng ngoan xinh yêu thật vui vẻ trong ngày chúng ta được đặc cách, muốn sao cũng được nhé, Lệ Quyên hào hứng chia sẻ. Trong bức hình, Lệ Quyên lộ diện tươi tắn khi mặc trang phục tông màu be. Đáng chú ý, cư dân mạng chăm chăm vào vòng hai khác lạ của nữ ca sĩ sinh năm 1981. Bạn gái Lâm Bảo Châu để lộ vòng hai lùm lùm lớn rõ, vướng nghi vấn đang có tin vui. Tuy nhiên, số khác cư dân mạng lại phủ nhận và cho rằng đây chỉ là sự cố về trang phục của nữ hoàng phòng trà mà thôi. Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ vướng tin đồn có tin vui. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã tham gia họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh. Nữ hoàng phòng trà được tình trẻ kém 12 tuổi tháp tùng tới dự sự kiện. Giọng ca sinh năm 1981 nổi bật với một chiếc váy màu đỏ rực rỡ ôm sát cơ thể. Đáng chú ý, ở một vài khoảnh khắc, Lệ Quyên đã bị soi lộ vòng hai lùm lùm lớn rõ. Chính những hình ảnh này khiến cư dân mạng rộ nghi vấn nữ ca sĩ và bạn trai Lâm Bảo Châu đang có tin vui sau hơn 3 năm bên nhau. Tuy nhiên, số khác lại phủ nhận nghi vấn này và cho rằng đây là do góc quay và bộ trang phục của nữ ca sĩ 8X. Thời gian trước đó, Lệ Quyên nhiều lần vướng nghi vấn đang có tin vui vì để lộ vòng hai lớn, mặc trang phục rộng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ 8X từng thẳng thắn cho biết khi có chuyện vui sẽ chia sẻ với công chúng. Ôi trời, sao phải nghi với trả án? Lúc nào có gì thì thông báo luôn chứ giấu làm gì, Lệ Quyên cho hay. Sau khi công khai chuyện hẹn hò từ cuối năm 2020, cặp đôi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Hiện tại, cả hai đã gắn bó bên cạnh nhau được hơn 3 năm. Kể từ khi công khai tình cảm đến nay, nữ ca sĩ và bạn trai kém 12 tuổi không ngại khoe những khoảnh khắc tình tứ, những lời nhắn nhủ ngọt ngào tới đối phương trên trang cá nhân. Lệ Quyên từng nhắn nhủ tình cảm với Lâm Bảo Châu: "Cảm ơn anh luôn nắm chặt tay em xuyên qua khó khăn và nuôi dưỡng hạnh phúc, luôn nhẫn nhịn và vị tha dù có thiệt thòi rất nhiều, vì bao điều tốt đẹp của bản thân không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng. Cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp tuyệt vời nhất Quyên có được trên đời này." Trước khi đến với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên từng có cuộc hôn nhân với ông bầu Đức Huy. Đây cũng là người hỗ trợ đắc lực cho nữ ca sĩ trong sự nghiệp. Cặp đôi có một con trai chung trước khi đường ai nấy đi. Kể từ khi tuyên bố ly hôn với chồng cũ, Lệ Quyên tìm được niềm hạnh phúc mới bên Lâm Bảo Châu. Nữ ca sĩ không ngần ngại dành những lời có cánh cho bạn trai trẻ tuổi. Dù kém nhau tới hơn 10 tuổi, nhưng cả hai vẫn được nhiều người nhận xét là khá đẹp đôi khi xuất hiện cùng nhau. Cặp đôi đang sống chung trong căn biệt thự rát vàng của Lệ Quyên và thường cùng đồng hành với nhau trong các sự kiện. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đều yêu thể thao, cùng luyện tập để duy trì vóc dáng đẹp. Lâm Bảo Châu cũng rất yêu mến bé Bo, con trai riêng của Lệ Quyên với chồng cũ. Sau khi công khai chuyện tình cảm, Lệ Quyên khá thoải mái thể hiện tình yêu với bạn trai. Mặc dù hơn Lâm Bảo Châu 12 tuổi, nhưng nữ hoàng phòng trà vẫn được khen trẻ trung, nhan sắc lão hóa ngược. Tuy vậy, khi công khai yêu bạn trai kém tuổi, Lệ Quyên cũng vướng không ít đồn đoán thị phi liên quan đến nửa kia của mình. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên đăng clip ghi lại cảnh cô tập luyện để giữ vóc dáng. Bên cạnh những lời bình luận khen ngợi, có người mỉa mai khuyên Lệ Quyên cố gắng tập cho trẻ lại để đỡ lệch lạc khi đi với bạn trai. Lệ Quyên nhanh chóng đáp lại một cách gay gắt: "Lệch hay không chỉ có mắt nhìn." Khẳng định mình đẹp cho bản thân chứ không vì ai, nữ ca sĩ viết: "Đàn bà đủ tự tin mới là điều đẹp đẽ nhất. Đàn bà không được đẹp, lại xấu tính, mở miệng ra là châm chọc, có ăn vàng cũng chẳng đẹp và vui nổi." Trước phản ứng đó, anti-fan nhanh chóng xóa bình luận kém văn minh của mình. Trong khi đó, Lâm Bảo Châu cũng bị gắn mác bất tài, đào mỏ khi yêu Lệ Quyên. Quả thực, trước khi đến với nữ hoàng phòng trà, Lâm Bảo Châu chỉ là một người mẫu, diễn viên không có tên tuổi. Anh từng đóng một số MV và gần đây tham gia phim Thương Ngày Nắng Về. Tuy nhiên, nam diễn viên bị chê diễn đơ, chưa đủ để hóa thân vào nhân vật. Gần đây, một anti-fan để lại bình luận khiếm nhã trên trang cá nhân của nữ hoàng phòng trà. Người này ẩn ý nói Lâm Bảo Châu bất tài, tham tiền nên đào mỏ Lệ Quyên, trong khi nữ ca sĩ giàu có lại cần tình.
đồng thời nhắn nhủ Lệ Quyên sau này nên để bạn trai cưới vợ khác để sinh con đẻ cái. Được biết, Lệ Quyên tên đầy đủ là Vũ Lệ Quyên, sinh năm 1981 và là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Cô còn được mệnh danh là Nữ Hoàng Phòng Trà. Với tài năng bẩm sinh từ nhỏ của mình, cô đã mang lại cho người hâm mộ những ca khúc nhẹ nhàng với chất giọng trầm và khỏe. Từ khi mới vào nghề cho đến nay, cô đã cho ra nhiều ca khúc, một danh sách nhạc khá dài. Tính đến thời điểm hiện tại, Lệ Quyên đang sở hữu top những ca khúc trữ tình hay nhất ở Việt Nam. Mặc dù đã bước qua tuổi thanh xuân, nhưng cô ca sĩ vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên và thần thái của mình. Hiện tại, Lệ Quyên đang sở hữu một lượng fan khá lớn. Tiêu điểm là trang Facebook cá nhân của cô có hơn 830.000 người theo dõi. Mặc dù đã bước sang tuổi 40 và thuộc U40, nhưng Lệ Quyên vẫn khiến cho netizen nhức mắt khi 5 lần 7 lượt khoe vòng 1 không nội y. Lệ Quyên sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật từ khá lâu. Cha là văn công, mẹ là nghệ sĩ hát chèo. Lệ Quyên sớm bộc lộ năng khiếu bẩm sinh. Lệ Quyên sớm bộc lộ năng khiếu bẩm sinh của mình từ khi còn nhỏ. Sinh ra trong một gia đình tại thủ đô Hà Nội có truyền thống về nghệ thuật. Cha là văn công, mẹ là nghệ sĩ hát chèo và dòng máu nghệ thuật đã chảy trong người của Lệ Quyên. Cô đã bộc lộ tài năng bẩm sinh từ nhỏ của mình về ca hát, cuối cùng quyết định theo con đường nghệ thuật ca hát này. Cô thi vào hai trường, Nhạc viện Hà Nội và Đại học Văn hóa Hà Nội. Lệ Quyên quyết định lựa chọn Đại học Văn hóa Hà Nội là nơi học hỏi và trau dồi kiến thức, chuyên môn âm nhạc. Cuối năm 1999, cô được thầy giáo chủ nhiệm phát hiện khả năng ca hát nên Lệ Quyên được thầy giáo giới thiệu để hát quán cà phê sinh viên. Trong thời gian này, cô được nhiều người chủ phòng trà tại trung tâm Hà Nội chú ý đến và mời hát. Sự nghiệp ca hát của Lệ Quyên bắt đầu vào năm 2002 khi được tham gia bài hát của nhà tài trợ SEA Games 22 Việt Nam. Năm 2004, cô phát hành album Vol 1 đầu tiên Giấc mơ có thật. Ca khúc được khá nhiều người yêu thích, đi đâu cũng nghe từ quán cà phê, trung tâm thương mại, siêu thị hay các quán ăn bình dân. Dù là album đầu tay nhưng Lệ Quyên đã để lại nhiều bản hit có tên tuổi, Giấc mơ có thật, Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao, Quên một cuộc tình, Phút giây hạnh phúc. Năm 2005, Lệ Quyên tham gia hợp tác trong album như Phố cũ của tôi, tiếp theo đó là Con đường màu xanh. Đến tháng 9 năm 2006, cho ra album Nhạc xưa, Mắt biếc. Đến năm 2007, khán giả đón nhận album phòng thu thứ 2 Lời yêu còn mãi của ca sĩ Lệ Quyên. Năm 2008 đến nay, cô còn cho ra mắt khá nhiều album như Nếu như ngày đó, Khúc tình xưa, Để nhớ một thời ta đã yêu, Tình khúc yêu thương, Con tim dại khờ. Gần đây, Lệ Quyên tổ chức live show với chủ đề Tình khôn nguôi, Tình khúc xưa năm. Chính sự thành công đã để lại dấu ấn của khán giả và người nghe nhạc cho đến thời điểm hiện tại. Những ca khúc của Lệ Quyên đi đến đâu cũng được khá nhiều người yêu thích.